Lời đầu tiên, xin kính chào quý ông bà cao niên và thân chào các bạn trẻ. Chủ đề của video kỳ này nói về lòng ái quốc của một anh hề. Hề là từ ngữ quen thuộc ở miền Nam trước đây. Hề dùng để chỉ một hoạt động nghệ thuật, một nghề nghiệp tạo nên tiếng cười cho công chúng. Hề còn chỉ đến vị trí thứ bậc trong xã hội. Trước năm 1975, dân miền Nam thường nghe nói đến Hề Văn Hường, Hề Thánh Việt, Hề Khả Năng, vân vân. Sau 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam tự do không còn thì từ ngữ Hề cũng biến mất. Thay vào đó là chữ hài, danh hài này nọ hề hay hài còn nói lên hình thức của một con người khi họ diễn xuất trên sân khấu khi rời sân khấu họ còn có cuộc sống riêng nặng về cá tính của họ cá tính riêng là cái nết riêng của một người diễn hề nếu một người diễn hề mà có cái tâm tốt thì hoạt động nghệ thuật của họ được nâng cao được công chúng mến mộ và ngược lại. Thời hiện đại trên thế giới như ở Ukraine, có một anh hề sau đắc cử thành tổng thống. Ông Zelensky sinh năm 1978, từng làm nghề diễn viên, nhà biên kịch, đạo diễn và cũng là một hề. Năm 2019, lúc hơn 40 tuổi, anh hề này đắc cử tổng thống Ukraine. Ba năm sau ngày đắc cử, ông Zelensky phải lãnh đạo đất nước Ukraine đối phó với một cuộc xâm lược tàn bạo từ nước Nga láng giềng. Một cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo phá tan cuộc sống thanh bình ở Ukraine và trên toàn thể châu Âu. Một cuộc chiến xâm lược cuồng nộ ngay từ những ngày đầu khiến cho rất nhiều người phải nghĩ là thủ đô ukraine sẽ bị đè bẹp phá tan bị chiếm đóng bởi quân xâm lược và chính tổng thống mỹ đã đưa ra lời chào đón mở đường thoát cho gia đình tổng thống zelensky trốn chạy để qua mỹ tị nạn chính trị thế nhưng phần đông con người ta đã bị lầm thủ đô ukraine không thất thủ Tổng thống không bỏ chạy và quân xâm lược bị đẩy lui dần về phía đông gần biên giới Nga. Hiện nay, lực lượng võ trang Ukraine đang trên đà phản công và quyết lấy lại từng vùng đất đã bị quân xâm lược chiếm lấy. Tổng thống Ukraine Zelensky thề trước quốc dân đồng bào và công luận quốc tế rằng ông và quân đội quyết tâm chiến đấu để thu hồi lại từng tất đất từng hòn đảo của tổ quốc Ukraine. đây quả là một sự can đảm phi thường của một nhà lãnh đạo ái quốc khi diễn vai hề trên sân khấu ông zelensky không cho người ta thấy lòng ái quốc của ông vì vai hề có giới hạn và vai hề chỉ là một hình thức của một giai đoạn. Điều quan trọng là bên trong con người của ông Zelensky có một tấm lòng đối với đất nước. Và khi có dịp bộc lộ, nhất là khi ông đạt đến vị trí lãnh đạo quốc gia, thì lòng ái quốc của ông mới đánh động đến lương tâm của nhiều con dân Ukraine. Là một anh hề khi ở tuổi 30, là một lãnh đạo khi ở tuổi 40, ông zelensky còn quá trẻ so với những cái đầu bạc thế nhưng tấm lòng ái quốc không lệ thuộc vào số tuổi đầu bạc mà không ái quốc thì cũng thua cả những người trẻ tuổi cái tâm không tùy thuộc vào đầu đen hay đầu bạc đầu bạc mà không tâm không ái quốc thì không đáng làm lãnh đạo lãnh đạo một quốc gia mang trên đầu trên vai một trách nhiệm rất nặng nề chức vụ này không dành cho những người muốn leo cao hưởng thụ bởi vì một trong những bổn phận hàng đầu của người lãnh đạo là phải bảo vệ từng tất đất của quê hương làm lãnh đạo mà để cho ngoại bang chiếm đất của tổ quốc mình mà không biết cách chiếm lấy lại là đã thể hiện một thái độ vô trách nhiệm, một khả năng kém cỏi nếu không bị phê phán là bất tài. Lời nói và hành động của Tổng thống Ukraine Zelensky đã làm cho công luận thán phục và ngưỡng mộ, bởi vì lời nói và hành động của ông khi tổ quốc lâm nguy chứng tỏ ông có một cái tâm ái quốc dù ông là một người gốc Do Thái. Một người dân thường còn biết thương nước thương nồi, nói chi đến lãnh đạo. Làm lãnh đạo mà có cái tâm phản quốc khi đất nước bị ngoại bang lấn chiếm lãnh thổ, thì đầu tiên phải bị công chúng nguyền rủa thứ hai là phải bị xét xử tội phản quốc. Lãnh đạo cũng có nhiều loại chứ không phải ai bước lên ghế lãnh đạo quốc gia thì đều là loại người tài giỏi hay đạo đức cao dày. Người ta tạm phân loại ra hai loại lãnh đạo. Một là cao quý, hai là tồi hèn. Nếu một vị lãnh đạo nhận thức được quyền lợi quốc gia dân tộc là tối thượng và hằng tâm dùng sức mạnh tổng lực của dân tộc quốc gia nhằm bảo vệ thực thể tối thượng này thì vị lãnh đạo đó bước đến vị trí cao quý trong lịch sử ngược lại những kẻ lãnh đạo coi thường sự tối thượng như đã nêu bên trên mà chỉ chăm lo cho quyền lợi cá nhân gia đình đảng phái thì tất nhiên lịch sử sẽ xếp những loại lãnh đạo đó vào vị trí tồi hàng lịch sử rất công bình khi phân loại từng thứ bậc trong lịch sử. Vua Lê Chiêu Thống vì quyền lợi của chiếc ngai vàng mà đành tâm rước ngoại bang về chiếm đóng nước Việt, rước vôi về dây mã tổ. Lịch sử đã xếp Lê Chiêu Thống là một ông vua hèn nhát, phản quốc, tối mội cho ngoại bang Tàu, mãi quốc cầu vinh. Sự nhận thức được quyền lợi quốc gia dân tộc là tối thượng thì không phải dễ. Chỉ có những bậc lãnh đạo có lòng yêu nước tha thiết mới tối luyện và hình thành được nhận thức cao quý này. Đừng đùa với lịch sử, đừng khinh thường lịch sử, lịch sử không khua chiên đánh trống lịch sử vẫn âm thầm làm việc hàng ngày lịch sử kiên nhẫn ghi chép các hành vi của lãnh đạo ai đã có gan bước lên vị trí cao nhất xã hội thì phải có gan đối diện với sự phê phán công bình của lịch sử lịch sử có mặt ở mọi nơi ngày xưa trong triều đình có các viên sử quan ghi chép việc đất nước sử quan phải trung thực, có khi phải cúi đầu ghi chép theo lệnh vua. Thế nhưng, ngày xưa cũng đã có những người chép sử nơi quảng đại quần chúng, đó là sử truyền khẩu. Ngày nay thì vô số, với phương tiện truyền thông đại chúng trên mạng xã hội hay các bậc thức giả im lặng giấu mình trong xã hội, thì việc chép sử đương đại có vô số tài liệu Dùng quyền lực để viết sử Thì không khó Nhưng muốn diệt sự công bình Của lịch sử thì không bao giờ làm được Bước lên vị trí lãnh đạo đã khó Nhưng có một cái tâm ái quốc Một nhận thức về sự tối thượng Của quyền lợi dân tộc quốc gia Thì khó ngàn lần Nếu một kẻ lãnh đạo Không có lòng yêu nước bởi có nhận thức hay không nên từ một anh hề người ta có thể trở thành một lãnh đạo ái quốc và một kẻ lãnh đạo có thể trở thành một anh hề diễn kém cỏi. Video này đến đây đã kết thúc, xin kính chào tất cả, hẹn video kỳ sau.